Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Cà So TV. Hôm nay mình vừa về một lô bóp ít điện tử mới nha các bạn. Mình sẽ quay lên giới thiệu và báo giá từng loại cho các bạn nha. Ở đây mình có bóp ít chó cứu hộ rất là đẹp nha. Mình còn có Hello Kitty. Những nút này bấm rất là đã luôn nha các bạn. Êm. Một lúc nữa mình sẽ gắn pin mình thử cho các bạn cùng xem nha. Này thì mình có bóp bít hình chuột Pokemon nha các bạn. Màu xanh rất đẹp, này thích hợp các bạn trai nha. Còn gấu dâu. Đây mấy bạn nữ thích gấu dâu là đây. Cái tiếng bóp mà khi mình nhấn vào cái bóp bít nó rất kêu rất là to nha các bạn. Và nó nhạy nữa. Ở đây mình về được một số mẫu. Đây có Hello Kitty, chó cứu hộ, công chúa Elsa, gấu dâu, gấu nâu, rồi hớp siêu anh hùng nha các bạn. Rồi, đây là một cái bóp bít điện tử con chó cứu hộ nha. Đây là Marshall, đội trưởng chó cứu hộ đây. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình sẽ chơi cho các bạn cùng xem nha. Bấm nổ bụp bụp rất là đã nha các bạn, rất là dễ chơi. Mình đã xong màn 1 rồi, tới màn 2 nha. Bạn nào đam mê bóp ít điện tử thì không thể bỏ qua mà mấy mẫu đồ chơi này nha các bạn. Level 3. Bây giờ mình đang qua màn 4 nha các bạn. Màn 3 chứ. Rồi, bây giờ mình tới màn 4. Tập trung nha các bạn, mình gắng vượt qua cái màn này mới được. Qua màn 5 luôn rồi. Level 6. Wow. Quá phê các bạn ơi. Có bạn nào thi với mình không? Wow. Mình hoàn thành xong rồi nha các bạn. Wow. Quá đã các bạn ơi. Tạch rồi. Rồi, mình báo giá luôn nha các bạn. Hiện tại mình đang bán mẫu bóp ít điện tử này với giá là 60k. Và mình sẽ tặng 3 cục pin cho các bạn nha. Mình sẽ tặng pin. Rồi ship thì các bạn chịu nha. Mình đang bán là 60k tặng pin. Nếu bạn nào thích đồ chơi bóp ít điện tử này hãy liên hệ với mình nha. Hãy comment thông tin, địa chỉ, số điện thoại liên lạc phía dưới, mình sẽ ship tận nhà cho các bạn nha. Ở đây mình còn rất là nhiều mẫu, bạn nào thích mẫu nào thì hãy comment phía dưới cho mình biết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.